Xin chào tất cả quý anh em laptop của Tùng Trà Đạt anh em nhé. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu cho anh em hai cái sản phẩm mà mình nghĩ là rất là nhiều anh em chúng ta chơi Dream anh em sẽ cần. Đó là cái nút D và cái nút xi nhan của Dream Thái nha anh em nhé. Thì tại sao mà mình lại những cái sản phẩm nhỏ như vậy mà mình lại cung cấp cho anh em? Thì thực sự luôn là ngày xưa là Đạt từng chơi Dream và Đạt cũng từng biết là cái loại này á, nếu như mà anh em chúng ta bị bạc màu hoặc là bị hư thì gần như là chúng ta không thể nào kiếm được trên thị trường hết. Chúng ta chỉ có thể kiếm được những loại hàng của Super hoặc là những cái loại lô thôi. Thì tại vì sao Dream Thái á, thì nó đặc biệt một cái là đồ nó rất là hiếm. Đây, nó đây. Đồ nó rất là hiếm và nó độ đẹp của nó cũng sẽ khác so với Super rất là nhiều. Chi tiết của nó cũng sẽ khác. Đây, ví dụ như cái nút Star này. Anh em có nút đề này nó sẽ có một cái chữ Star này. Anh em thấy không? Đó, nó có một cái chữ Star ở phía trên. Và cái chữ này này là chỉ có Dream Thái mới có thôi. Đó, anh em thấy không? Cái nút đó. Nó chỉ có một cái dòng chữ ở trên. Đó, thì chỉ có Dream Thái nó mới có, còn cái dòng mà Super Dream là nó sẽ không có ha. Chính vì vậy là khi mà anh em ta mua là rất là khó kiếm được cái loại Dream Thái này đúng của nó nha. Đó thì gần như là nếu mà anh em chúng ta bị hư hoặc là chúng ta bị bạc màu là bó tay luôn, thì có thể mua những cái cụm khác thôi. Ít ai bán cái nút này thì Đạt thì cũng phải đi kiếm rất là nhiều nơi nhập khẩu ở bên Thái thì mới có được cái loại này để bán cho anh em, và giá của nó là 150.000 một nút nha anh em nha. Thì nếu mà anh em chúng ta bị bạc màu và anh em chúng ta muốn thay thế thì cái này là một cái giải pháp rất là tuyệt vời cho anh em luôn. Đó, hai cái nút nha, một nút đề và một nút xi nhan thì đồng giá với nhau là 150.000 một cái. Thì cái này thực sự với anh em là những anh em nào đam mê Dream thì anh em nhìn vô cách là anh em muốn mua liền, còn với những người mà không đam mê thì thực sự là anh em nhìn vô họ ít có hiểu biết về cái loại giá cả của Dream Thái này á. Thực sự là 150.000 một cái nút nhỏ như vậy nó đắt, nhưng mà những anh em nào mà chúng ta chơi và anh em biết về đồ Dream thì thực sự luôn một cái nút này là 150.000 rất là rẻ nha anh em nha, không có đắt tí nào hết á. Và thậm chí là những anh em mà chúng ta chơi ấy, thực sự anh em không quan tâm đến giá cả đâu, những cái này mà anh em kiếm được để anh em ráp vào xe nó đã quý lắm rồi. Chính vì vậy là cái nút này 150.000 mình cam kết với anh em giá rẻ, và bao anh em mua bên mình là hàng chính hãng Thái nhập nha, chứ không phải hàng cơ sở hay là những hàng trôi nổi giả zin gì hết, cho nên em cứ yên tâm, rất bền và cái màu của nó rất là đúng chuẩn anh em ha. Rồi ok, thì anh em là chúng ta muốn mua có thể liên hệ với Đạt nha. Giá của nó là 150.000 một nút nha. Có nút đề và nút xi nhan ở Dream Thái. Thì cái này anh em chúng ta muốn giật từ Super lên Dream Thái, anh em cũng có thể mua cái nút này về làm lại cũng được. Còn như anh em là chúng ta bị hư, bị bạc màu, muốn tân trang lại để cho nó mới thì anh em có thể mua cái nút này. Tại vì cái nút này màu đỏ anh em thì gần như là anh em chúng ta không thể nào sơn được. Ví dụ như cái cùng nó màu đen á thì anh em chúng ta có thể sơn được. Chứ còn cái này nó màu đỏ như vậy thì bó tay. Sơn kiểu gì sơn, nhìn nó rất là giả, nhìn nó rất là tàu, không có đúng ha. Nói chung là nhìn phát là biết sơn lại nếu như mà anh em sơn. Còn chúng ta chỉ có thể thay mấy cái nút này thôi, tại vì cái nhựa này nó đặc biệt như vậy đó. Đó, thì cái màu đỏ này nó cũng rất là khó sơn. Thì anh em nào chúng ta muốn mua có thể liên hệ với Đạt nha. Giá nó 150.000 một cái. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em nào mà những video tiếp theo nha, anh em nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ qua số điện thoại của Đạt 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.